ba con thì đi về bên Gạch Tàng. Hút 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 cái gọi bò về đi chú Hiệp. Gồm ngon gồm mới của ta. Trời ơi. Trời ơi, vậy thì tỉnh là biết cục cơm ta nhiêu tiền không? Ở đây gồm hiếm còn hơn gì nữa. Nghe. Ừ chút. Mấy con. Rồi một chút chị không gì. Rồi. Hai bự còn mấy con đó thì đi cuốc anh Nam chở. Bây giờ đi hai con nào? Hai bự nè. Hôm qua chú Hiệp mới chạy ngang đây, xách xe chở cây hay gì? Tôi dòm thấy dốc quá. Nè, chân cắn ta đi rồi, thấy không? Trời ơi, em nói gì người ta ấy. Thấy không? Đi. Đi. Nè, nói thêm chút gì đó không? Rồi, lên xe. Ê, nói thêm khúc nữa cho Hiệp. Em nói thêm khúc nữa nè. Nói thêm khúc nữa cho Hiệp. Nói thêm khúc nữa. Rồi, đi lên. Lên, tốc hành lên. Đi lên. Đi con. Ôi, ngon quá ta. Đi ra. Cụ đẩy cái. Ngon lành luôn. Rồi sao nó nè, chụp chiếc xe mình nó bầu luôn. Thúc sát luôn chú Hiệp ơi, thúc mình trước á chú Hiệp. Cột thì dây trước á. Thúc chỗ sát cái đầu đụng luôn chú Hiệp. Gửi xe rồi nè. Sợ lần bỏ lại gửi xe. Ai biết, đưa cháu không đưa đi bao nhiêu người đi có đường không? Rồi chở tí anh Nam. Rồi.
Rồi lên nè. Mấy con. Hai con. Đi ăn gian á. Hai con rồi không đi cái này luôn. Hai anh này về cái xe lên về luôn. Ừ. Nó rẻ rồi. Sao? Đi con, đi về đến ăn này đủ không? Đi, đi. Đi về đánh sung sướng. Về đây ông chủ cưng lắm á. Đi con. Đi. Đó, bước lên. Đó, đó, xuống đứng bé mặt bé mảnh nha. Bước lên là được. Đi, bước lên. Dở lên. Bắt bên tàu. Bắt rồi dở lên tàu. Đó. Ai, giờ nước đi sao đâu. Đó, nam cứu bộ sao chứ có nam lại bò lên. Ừ. Đó thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Anh lại lại là bò lên liền à. Vô rồi. Đẩy vô mập. Đẩy vô. Đó, anh tới cầu cái chiên ghẻ ghẻ cái là đi đó. 700 mét lên. À, cho anh chế còn gì luôn. Còn đường đỏ ha, đường mới giờ nó làm đầu như rồi. Tải tải được rồi. Đi đó đường dài. Nó dài. Chứ đừng có đi bọc cắt vô. Vô cái khác rồi. Đi lên trong. Dẫn lên. Dẫn xe, dẫn xe. Thợ với ủ mà. Dẫn cái này. Dẫn lên. À, chú Hiệp bây giờ có dây không? Lấy sợi dây. Gàn thúc mà mới bò lại gàn qua như anh mập ổng gàn không vậy biết không gàn cái đít bò lại biết không ừ xuống bò nó hoài luôn á ông tôi biết nè vậy đâu Nè. Dạng thúc cái đít bò lại. Ừ. Đã đưa chị triệu rồi nha. Còn 55. Dạ rồi. Thôi đúng không? Giỡn này lên. Xe này nè, xe anh Nam nè. Xe này chở cho anh á. Rồi dê vô đi anh Nam. Rồi nè, hai sợi dây này cột xe nha. Anh Ngược. Rồi, cột xe lại đi. Anh phụ lên bộ cái. Phụ lên bộ cái đi. Lên hang bò cho Nam cái phụ cái phụ như thế chứ nào. Không mày dễ lên á. Rồi hai con kế nè. Hai con dưới kia con ba con. Ừ dưới đó kế con. Con bộ nhỏ nhỏ vậy ha anh. Cỡ vậy ha. Ừ vậy được. Dạ. Kệ cho anh kế vậy luôn đi. Để anh kêu cuốc xe nó tốn tiền nữa. Giao mà hai bộ hành khách ở bên Vũng Liêm. Vĩnh Long. Rồi. Đi lên. Đi. Đi rồi, lấy lên. Đó. Đó.
không mà đều dễ, cũng dễ. Nó bước lên à. Đó, đó, thấy không? Đó, để lên luôn anh, để luôn. À, để luôn. À, ông Hiệp có một tay nha, dưỡng dưỡng nha. Ừ, thằng có một tay đó. Quên quên cái chết liền á. Mở cái anh. Đâu? Con chế. Con móc. Móc không móc nó. Ừ. Con kia chế. Cho em sống hả? Mấy con, hai con, ba con. Rồi xuống dưới kéo con hả? Qua qua cầu con chiên quẹo xuống. Quẹo xuống đường đi phía trên đó. Anh đi quẹo con. Không dễ. Ừ. Chú đỡ thì con có tay à, con đó được. Con tẹo sống rồi. Trời ơi, mới quả trần thân thôi. Anh qua anh lấy em 55 nha Nam. 55. Dạ, 55. Chơi này trả đâu nữa? Chơi đó là lấy tiền. Giờ hồi sáng rồi. Rồi xong hả? Ừ, thú nó đi đâu? À, cái... Anh Giang, cái này còn ngày 64 nha. Nha. Nên lấy 64 triệu. Ừ. Đó anh Giang. Xe anh Giang, xe Vũng Liêm. Coi giấy. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi mãi mê gần.